Hello, hello, chào tất cả anh em nha. Thì mình là LTL đây, đẹp trai Max03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ thú vị luôn nha. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì mình đã bảo rồi, anh em là muốn nhận quà từ mình thì anh em đừng quên là trả lời đúng câu hỏi nha. Và xem từ đầu đến cuối clip này không tua nha anh em ơi. Câu hỏi thì tí nữa mình sẽ ra ngay cho anh em nha. Miễn là anh em không tua là được nha anh em ơi. Ok, thì hôm nay mình vừa mới phát hiện ra đó chính là một combo kỹ năng cực kỳ là bất bại anh em ạ, cực kỳ là bá đạo, cực kỳ là đẳng cấp anh em ơi. Có thể là anh em sẽ không bị chịu một sát thương nào anh em ạ. Đấy, nói chung là kiểu như bất tử anh em ạ. Đấy, cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Và đây là cái combo kỹ năng là tử chiến x2 chủ động nha anh em ơi. Đấy, bởi vì anh em có thể dùng hai kỹ năng chủ động nhá. Ok, đầu tiên là anh em sẽ mang con nhân vật đó chính là Kenta anh em ạ. Con nhân vật này sẽ là tạo một lớp khiên chắn có chiều rộng 5m, rút giảm 40% sát thương vũ khí từ phía trước anh em ạ. Có nghĩa là anh em bật cái khiên trắng này lên, khiên chắn lên nha anh em ơi, thì địch bắn vào cái khiên chắn đấy, bắn vào anh em ấy thì nó sẽ giảm 60% anh em ạ. Ví dụ ra là kiểu như bắn 10 máu một phát ấy thì nó chỉ còn 4 máu anh em ạ, giảm 6 máu anh em ơi. Đấy, mà bắn 100 máu một phát ấy thì chỉ còn 40 máu thôi anh em ạ. Đấy, nói chung là cực kỳ mạnh thôi anh em ơi. Và cái kỹ năng chủ động tiếp theo đó chính là kỹ năng của con CR7 anh em ạ. Đó, thì kỹ năng của CR7 thì anh em biết là bá đạo như nào đúng không anh em ơi. Chỉ cần bật lên cái thì địch bắn vào cái lớp giáp đấy, nhầm lớp lá chắn đấy, thì chắc chắn là sẽ không gây sát thương anh em ơi. Đó, thì nói chung là hết cái kỹ năng này phát anh em bật kỹ năng CR7 lên thì nói chung là cân 4 cực kỳ đơn giản luôn. Tiếp theo anh em ơi, chưa phải là hết đâu anh em ơi. Anh em sẽ mang thêm kỹ năng Andrew đi nữa anh em ạ. Anh em sẽ kiểu như mua giáp đúng không? Thì anh em sẽ giảm 25% sát thương lên giáp anh em ạ. 25% thì cộng với 60% là còn là bao nhiêu ta? Từ để mình nghĩ mà 20 cộng với 60 là 80-85% thôi anh em ạ. Ui, thực sự anh em bật cái kỹ năng Kenta này cộng với cả Andrew lên ấy thì nó bắn anh em kiểu như 100 máu ấy, thì anh em chỉ mất 15 máu thôi anh em ạ. Đấy, trời ơi, còn cộng tiếp là nhận thêm cộng thêm con Antilo anh em ơi, anh em nhận thêm 40 máu thôi anh em ạ. Đấy, thì mới đầu anh em có 200 máu thì cộng 40 là 240 rồi anh em ạ. Thế này thì bất bại rồi anh em ơi. Ai mà chưa lại anh em nữa. Và tiếp tục là kỹ năng của Kelly nha anh em ơi. Kelly tia chết thì sẽ giúp anh em chạy nhanh anh em ơi, tăng tốc độ chạy của anh em ạ. Đấy, thì anh em thoát khỏi giao tranh cực kỳ nhanh luôn, và anh em tiếp cận giao tranh cũng cực kỳ nhanh, kết thúc kẻ địch cũng cực kỳ nhanh luôn. Đó, anh em thấy combo của mình hay thì anh em đừng quên là bấm like giúp mình nha anh em ơi. Và anh em nào mà muốn mình kết hợp với combo nào nữa ấy, mạnh thì anh em comment bên dưới nha, mình sẽ thực hiện nha anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục và mình sẽ quay nha anh em ơi. Thì mình vừa vào shop mình rút kim cương anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chơi luôn cái phần kiểu như bánh xe nhân phẩm với nhanh anh em ơi. Thì chỉ còn 3 ô thôi anh em ạ. Ở 55% thì bây giờ mình mua cái gì nhỉ? Rồi để mình làm mới nhanh anh em ơi. Chỉ mất 9 kim cương anh em ạ. Ở chả có gì hay anh em ạ. Rồi để mình kiểm tra phát nữa nào. À đây rồi, trời ơi, bộ đồ này đã sở hữu mất tiêu anh em ạ. Hay thế, ok, tiếp tục anh em ơi. Rồi, chả có đồ gì nhỉ? Toàn mấy cái đồ lập lại anh em nhỉ. Thôi chắc là mình sẽ mua gì nhỉ? Mua cái quần này đi, quần màu vàng anh em ạ. Đó, trông khá là không nam tính thôi anh em ạ. Ok, tiếp tục nha. Rồi, 55% anh em ơi, 55% thì mình sẽ mua cái gì đây? Mua luôn cái đôi dép này đi anh em ạ. Đôi dép này không biết con trai có đi được không? Ôi, đi được luôn đấy. À, ảo thế nhỉ? Ảo rồi đấy anh em ạ. Ok, một phát nữa nha anh em ơi, mình sẽ làm mới một phát nữa nha. Rồi. Rồi, bao nhiêu phần trăm đây? 55% anh em ơi, 55% thì mình sẽ mua cái quần đi. Mua cái quần đi anh em nhỉ, mua cái quần đi. Ok, khá hợp lý rồi anh em ạ. À, ok đấy, ok, mình thử miễn phí nhỉ. Bây giờ 9 kim cương là mình xóa game luôn này. Rồi, bao nhiêu đây? 90% thôi anh em ạ. Ok, 90% thôi, mình tiếp tục là mua tiếp nha anh em ơi. Rẻ quá anh em ạ, rẻ quá thì bây giờ mua tiếp nha. Kim cương đang dư mà anh em ơi. Rồi thì mình sẽ mua, chả có gì hay nhỉ. Cái gì không ta? Vẫn không có gì anh em ạ, vẫn không có gì. Thôi mình sẽ mua bừa nha anh em ơi. Mình sẽ mua luôn cái bộ lữ đi anh em ạ, mình sẽ mua bộ lữ đi. Đó, ok. Thế chung là bây giờ mình sẽ vào trận và mình sẽ test luôn cho anh em cái combo bất bại đấy nhá. Ok anh em, thì mình đã vào thành công chế độ tử chiến x2 chủ động rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thử kết hợp combo kỹ năng bất bại này xem liệu có chết mạng nào hay không nha anh em ơi. Thì mình sẽ cố gắng ăn trên 10 kill nha anh em ơi, để cho anh em biết cái độ bá đạo của combo kỹ năng này như nào nhá. Và anh em nào mà có combo là hay thì anh em nhớ là comment bên dưới nhá. Thì câu hỏi cho anh em luôn này, đối anh em biết từ đầu đến cuối trận này mình giết được bao nhiêu kill headshot nha anh em ơi, với điều kiện anh em không được tua nhá. Ok anh em hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ bật cái này lên để cho nó giảm sát thương nha anh em ơi. Trời ơi, mình bật cái này lên lại bắn đằng sau tiếp mình em ạ. Cày thế nhỉ. Rồi, gục hai rồi anh em ạ. Hình như hai thanh niên này như đều headshot anh em ơi. Đó, ok, bây giờ mình sẽ công qua luôn nhá. À, ba thằng luôn. Trời ơi, trời. Mẹ cày thế nhỉ. Chưa là kịp bật cái kỹ năng CR7 lên luôn anh em ạ. Ủa, may quá đồng đội của mình bắn hay anh em ơi. Đấy, đầu tiên là mình đã được 3 kill rồi anh em ạ. Ok, tiếp theo nha anh em ơi. Không ngán thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ công lên luôn nhá. Thằng đầu tiên này, ok, lủm cái đầu thôi anh em ạ. Gạt luôn nhanh anh em ơi. Đó, bây giờ bật CR7 lên. Thằng này nó cũng chơi CR7 anh em ạ. Rồi lùm cái đầu nó này. Trời ơi, anh em thấy chưa? Anh em bắn gục đồng đội nó bắt, anh em bật CR7 lên thì anh em bắt tử luôn rồi anh em ạ. Đấy, nó không thể bắn được xuyên qua cái lớp CR7 đấy nhá. Rồi thì bây giờ mình ôi gì ơi, bật luôn cái này lên này. Đấy, nhìn chưa? Bật lên bắt là được giảm sát thương nha anh em ơi. Đấy, nói chung là cứ bình tĩnh nhá. Bây giờ mình sẽ quấn máu ở đầu, mình sẽ căn cái đầu nó nhanh anh em ơi.
À, cái đầu kia vậy anh em thấy chưa, cái đầu kìa. Mình sẽ kéo tâm cho anh em xem này. Nghe cái đầu ra. Ui rồi, sao từ nãy là mình để ý là mình bắn headshot liên tục cơ anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cố gắng thử kéo tâm tiếp nha. Ôi, lại vào đầu kìa. Ui trời ơi. Mẹ, cái thính này nó che mất, mình không bắn được nữa kìa anh em. Cay thế nhỉ. Ở đây hình như cái thằng này là AFK đúng không anh em? Không phải anh em ạ, không biết là có phải AFK không. À, mày bắn đồng đội tao mày. Ok, lủm cái đầu luôn anh em. Anh em lủm cái người chứ. À, nó đang cứu gì anh em ơi. Công qua luôn. Bật kỹ năng giảm 60% sát thương. Công qua luôn anh em ạ. Đấy, hiểu chưa? Là bắn mấy viên trúng người mình mất độc tí máu anh em ạ. Ok, 3-0 rồi nha anh em ơi. Và đây là dao cuối cùng nhá. Rồi, nhè cái đầu đây, gục luôn anh em ạ. À, bây giờ mình sẽ chấp nó nhanh anh em ơi. Mình sẽ chấp nó một dao nhá. Này, bắn tao đi, đúng rồi. Bắn đi. Ui, mình đứng im bắn mà không bắn chết được kìa. Này, bắn đi, tao ra ngoài CR7 rồi. Ui, chết mất tiêu rồi. Ok, trận cuối cùng nhanh em ơi. Bây giờ mình sẽ kết thúc luôn này anh em ơi. Mình sẽ cân 4 cho anh em xem nhá. Ok, gục 1 rồi nhá. Rồi, mình sẽ gạt luôn này anh em ơi. Gạt luôn này. Ok. Mà thôi, chấp dao lưỡi đi anh em ơi. Chấp dao lưỡi đi. Đấy, bắn đây, bắn tao đây. Trời ơi, mình ra giả và bắn ngu vậy. Bây giờ mình sẽ bắn xuống chân nhá. Đấy, bắn xuống chân rồi nhá. Giết tao đi. Đúng rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn thật cho anh em xem này anh em ơi. Đấy, chứ vừa xong rồi mình chỉ giả vờ thôi anh em ạ. Mình chỉ trôn thôi. Chứ mà bây giờ mình cho anh em biết tên là combo bất bại anh em ơi. Đấy, à đây, thanh niên đây rồi. Mình chạy đâu, mình trốn đi đâu. Mày trốn hộ cái. Headshot luôn anh em ạ. À, còn danh con này nữa, còn danh con này mày làm gì. À, tao bật cả hai kỹ năng này, mày giỏi mày bắn tao đi. Mày giỏi bắn tao đi. Ui rồi, phun tỏa luôn anh em ạ. Rồi, còn một đứa cuối cùng ở đâu nhỉ. À, một đứa cuối cùng, à đây, nó bắn mình kìa anh em ơi. Bình tĩnh nha. Bây giờ mình sẽ ra mình cuốn máu nha anh em ơi. Đó, phải cuốn đầy máu mình mới chơi lại được anh em ạ. Rồi, mày cứ giỏi mày công qua đây. Mày làm cái gì? À, nó vẫn còn hồi sinh anh em ơi. Gạt luôn. Đó, nghe chưa? Combo bất bại quá là mạnh luôn anh em ạ. Để xem mình được bao nhiêu kill nha anh em ơi. Đấy, từ từ bình tĩnh anh em ạ. Vẫn đang lộn anh em ạ. Bao nhiêu đây?